Tỷ số đang là một điều rất căng thẳng. Đây là set đầu thứ 3. Lại là Bassoko. Những cú đập quá uy lực. Câu trả lời của vận động viên người Indonesia, Pertiwi. Lại là Pertiwi. Nhưng Hillstate đã phòng ngự thành công. Và đây là Bassoko. Cô quyết định bỏ nhỏ không thành công rồi. Cú đập rất hay đã kiếm về một điểm cho Red Sparks. Cú phát bóng của vận động viên xinh đẹp Da Hyeong Lee. Đỡ bóng không thành công. Da Hyeong Lee lập công với cú phát rất hay. Đây là cơ hội dành cho Red Sparks. Không thành công rồi. Liệu bóng có được chuyển ra cho Bassoko không? Như vậy không phải là Bassoko. Tất cả các vận động viên của Red Sparks đều chú ý vào Bassoko, nhưng bóng lại không đến tay cô. Giờ thì là cô rồi. Và không có cơ hội nào dành cho Red Sparks. Đây là câu trả lời của Pertiwi. Vận động viên ở Indonesia cũng có một trận đấu rất hay. Lại là Bassoko. Quá uy lực. Gần như Bassoko là câu hỏi không có lời giải cho Red Sparks trận đấu này. Tỷ số là 20-19, rất căng thẳng. Cú đập bóng chính xác. Tỷ số bây giờ là 21-23. Và nó đã được gỡ xuống còn 22-23 rồi. Quá căng thẳng, set đấu thứ 3. Ta chú ý phát bóng, không thành công. Giovanni đây. Rất chính xác và uy lực. Game đầu thứ 3 đã dành cho Red Sparks quá xuất sắc.